Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Hôm nay mình làm cái video để hướng dẫn các bạn sử dụng về cái chiếc ghế massage nội địa Nhật parasonic ma098 à, thì cái việc đầu tiên các bạn cần lưu ý đó là chúng ta à, cần phải kiểm tra cái ổ điện nhé à, đầu tiên là cái máy nó sẽ kết nối ở đây thì nhà mình là mình có làm cái ổ sẵn ổ điện 100 nên là mình sẽ cắm vào cái ổ điện 100v Uh, thì chúng ta lưu ý tránh trường hợp chúng ta sẽ cắm nhầm sang cái ổ điện 220 Thì nó sẽ không tốt uh, và nó sẽ gây ra vấn đề là nó sẽ bị uh, uh, nổ cái bộ bảo vệ Thì trong cái trường hợp đấy thì các bạn cứ liên hệ với cả bên bán Thì bên mình sẽ đảm bảo cho các bạn Nên là vấn đề với các bạn cũng không phải no nóng Nhưng chúng ta phải cẩn thận tránh trường hợp chúng ta cắm nhầm Và thêm nữa là chúng ta sẽ để ý Ở đây nó sẽ có công tắc tắt bật đây này Đấy công tắc tắt bật và nó có thêm một cái khóa này nữa là cái khóa khi mà chúng ta đi đâu xa đó mà chúng ta không muốn ai sử dụng cái 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 ghế này thì chúng ta sẽ mang cái khóa này đi thì chúng ta sẽ người ta sẽ không bật được cái này nữa khi mà đây các bạn rút ra nhé thì sẽ không bật được nữa thì chú, các bạn sẽ lưu ý rằng là các bạn sẽ uh, khóa khóa này lại khi chúng ta đi xa và khi chúng ta cần dùng thì chúng ta lại cắm khóa vào và chúng ta bật lên đấy thì chúng ta đảm bảo hai yếu tố một là cắm vào ổ điện thứ hai nữa là chúng ta sẽ bật cái khóa này lên thì nó cái bộ nguồn nó sẽ được kết nối. À, à, các bạn à, mình sẽ à, có một cái số phần lưu ý như sau. Ví dụ à, như trong cái quá trình sử dụng thì các bạn sẽ để ý đến vấn đề kê nhé. Các bạn sẽ kê làm sao cho chân nó ổn định và chắc chắn, tức là cái mặt kê nó cân bằng ấy. Và chúng ta lưu ý một phần nữa là khi chúng ta bật lên như thế này thì các bạn sẽ ngả hết ghế ra trong quá trình kê. Đấy nhá. Trong quá trình kê thì các bạn sẽ cho ghế ngả hết ra. Để làm gì? Để vấn đề là chúng ta nếu chúng ta kê sát tường ấy hoặc là chúng ta kê vào cái cái đồ gì thì chúng ta sẽ tính được cái vấn đề là nó ngả hết ghế thì nó sẽ không bị chạm vào những cái đồ vật cản đằng sau cũng như là nó cọ vào nó sẽ tạo ra xước cũng như là nó bị kích. Đây là các bạn có thể thấy này. Như thế này là mình kê ở cái vị trí này. Thì nếu chúng ta ngả ra này thì chúng ta sẽ căn được cái độ là À, cái khoảng cách từ cái đầu này cho đến tận cái mép của cái ghế kia chẳng hạn hay bức tường của chúng ta chẳng hạn để làm sao nó sẽ đảm bảo nhất về không gian đằng sau để khi mà chúng ta ngả cái ghế ra chúng ta luôn luôn trong cái tư thế thoải mái nhất hoặc ở dưới này các bạn nếu có đồ gì thì các bạn bỏ ra đấy là lưu ý và cái phần chân này cũng vậy nếu mà các bạn cái phần này nó có thêm với một cái phần tường nữa thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ để như này để chúng ta sẽ căn được cái độ chỉnh đó thì đấy là cái vấn đề lưu ý Uh, của cái phần mà chúng ta trước khi chúng ta sử dụng chiếc ghế uh, Phần dây thì bao giờ nó sẽ cũng có những cái để gài thế này thì Chúng ta sẽ gài cẩn thận lại và kiểm tra nó Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách sử dụng Cũng như là các cái phím bấm trên cái bảng điều khiển của chiếc uh, uh, ghế Panasonic MA098 Thì đây là một trong những cái bảng điều khiển Nếu mà nhìn qua thì các bạn cũng sẽ cảm thấy nó hơi dối bởi vì thực ra là nó toàn rất nhiều phím bấm và nó lại có nhiều cái tiếng uh, chữ bằng tiếng Nhật nên chúng ta cũng hơi hoang mang. Nhưng thực sự là trong quá trình bán hàng thì mình uh, cũng đã dịch ra cái bản này là bản dịch tiếng Việt rồi. Kèm theo là mình thấy là mọi người sau khi sử dụng ấy thì thực sự là nó không khó sử dụng như chúng ta nghĩ ban đầu. Thì tất nhiên chúng ta sẽ mất thời gian để chúng ta làm quen một chút thì cái vấn đề này thì mình nghĩ nó sẽ cũng không khó khăn gì. Uh, thì một cái điều thêm lưu ý trước khi sử dụng là các bạn lưu ý rằng là uh, chúng ta phải để ý là cái chân này khi mà nó chạm tận xuống dưới đất này như này rồi thì chúng ta mới bứng, uh, đứng bước ra tránh trường hợp khi mà cái chân nó còn đang ở cái vị trí như này này các bạn nhé cái chân nó đang ở cái vị trí nâng nửng này đó nó chưa hạ hết xuống thì các bạn lại đứng ra luôn thì cả cái trọng lực của các bạn ấy cái cơ thể của các bạn nặng ấy nó đứng lên cái này nó tì xuống nó sẽ làm cho cái hệ motor ở đây nó chịu một cái tải lớn cũng như cái bộ này nó đã phải trọ, chịu trọng tải cơ thể của bạn đến 5, 70 cân này, Có bạn đến 80 cân chẳng hạn Thì nó sẽ gây ra không tốt và nó sẽ gây cho cái bộ hại động cơ, bộ nâng đỡ cơ chân Đấy, còn về cái vấn đề mà khi các bạn di chuyển Khi các bạn di chuyển ghế Thì các bạn có thể di chuyển ghế, di chuyển ra chỗ khác Thì các bạn có thể làm theo cái hướng dẫn như của mình Đây, ví dụ mình sẽ nhờ anh, nhờ, nhân viên nhà mình Anh ấy sẽ bê ghế, đây anh anh bê cái chân lên anh anh, anh di, anh di chuyển uh, tiến lùi cho mọi người có thể xem được đó mình chỉ việc nhấc lên ở đằng sau nó sẽ bánh xe đó mình sẽ kéo đi kéo lại được rất là dễ rồi và ấy thì bây giờ nhé anh ấy sẽ ngồi lên và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để cái cách mà đây các bạn ngồi đây các bạn lưu ý nhé đó cái chân của mình khi các bạn ngồi lên các bạn lưu ý để cái chân của mình vào trong lòng này thì cái con nan nó mới tiếp giáp được và các bộ phận này đấy các bạn để về chân về phần tay thì các bạn sẽ để đây, đó các bạn luồn hai tay xuống hai bên dưới, đấy thì cái phần tay này nó sẽ bóp, nó sẽ bóp dọc theo đây và các bạn phải cần phải đút vào như này. còn nếu các bạn không đút vào thì cũng không sao. nếu mà các bạn muốn dùng điện thoại thì các bạn có thể bỏ tay ra và các bạn đẩy xuống thì nó sẽ tự bóp như bình thường. đó các bạn sẽ để như thế và tiếp theo nhé, các bạn lưu ý trong cái quá trình sử dụng ấy thì nó sẽ có một cái miếng nốt này, đó nếu các bạn muốn là người phụ nữ hoặc là những người muốn đánh về chế độ là nhẹ thôi thì các bạn để nguyên cả miếng nót này thì nó sẽ giảm cái lực chấn của con lăn lên cơ thể của các bạn lên lưng này này nhưng nếu các bạn những ai muốn đánh mạnh hơn thì các bạn có thể nhấc ra để con ăn nó trực tiếp hơn đó thì nó sinh ra là như vậy để cho các bạn có thể dễ sử dụng và cũng như là mình đạt cái hiệu quả như mong muốn thì đó là về những cái lưu ý mà các bạn cần khi mà chúng ta sử dụng chiếc ghế massage Panasonic MA098 thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần chức năng à, các bạn để ý nhé mình sẽ hướng dẫn cái phần chức năng này một cách chi tiết nhất để cho các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất cái chiếc ghế massage này bởi vì khi có một chiếc ghế massage quan trọng nhất là các bạn phải làm sao sử dụng được nó như là chúng ta sử dụng một chiếc ô tô thuần thục thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả tốt nhất cũng như là cái sản phẩm chúng ta mua mới là tốt nhất thì ở đây các bạn sẽ để ý giúp mình này à, tất cả ở đây khi các bạn bật lên thì nó sẽ hiện lên các bài tự động như thế này. Thì đây là 9 bài tự động bao gồm có bài toàn thân, bài chuyên về cổ, bài chuyên về vai, rồi bài chuyên về nâng hông. Thì cái này thì mình đã dịch ra tiếng Việt để cho các bạn có thể Việt hóa dễ rồi. Thì các bạn khi bật lên, nếu các bạn muốn đánh những bài tự động do máy đã lập trình sẵn thì các bạn chỉ phải ấn chọn vào bài này. Đó, thì các bạn sẽ thấy máy sẽ tự động nâng hạ, đưa các bạn về một cái vị trí mà máy nó đã tính toán để phù hợp nhất với cái phần uh, bài đánh mà máy nó đã lập trình thì việc đầu tiên là nó cái con năn này, này nó sẽ truyền dọc cái cơ thể này của bạn để nó xác định cái đường cong cơ thể của bạn đó xác định điểm bả vai đây nhá nó đang ở trên vai nó nháy ở điểm nào thì tức nào bộ phận đó con năn nó đang ở bộ phận đó kèm theo các phần túi khí đấy thì ở đây các bạn có thể sử dụng uh, đây nó xác định vai đây và sau đó thì nó sẽ vào trong bài đánh thì với những bài tự động này thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta có thể tắt bật này. Tắt bật con ăn đá nóng này. Đó. Chúng ta có thể tắt bật con ăn chân này. Đấy, đây đây tắt vào con ăn chân nhé. Và đây các bạn có thể chọn chế độ mạnh nhẹ của con ăn. Đó. Mạnh nhẹ của con ăn với ba cấp độ khác nhau. Đấy, ba cấp độ khác nhau. Các bạn cũng có thể tăng cái độ sâu của con ăn, độ trồi con ăn ở đây. Đó, hoặc các bạn có thể tăng giảm cái nực bóp này đó đây là tăng giảm cái nực bóp hơi nhé nực bóp hơi đây là các bạn thấy này đây là cái nực bóp hơi của các vùng đấy đấy là cái cách trong cái bài đánh để các bạn có thể điều chỉnh được và ở đây thêm mà cái phần mông này các bạn có thể tắt bật phần mông đây, bật phần mông hoặc tăng cái nực phần mông lên đó đây là cái phần mông tắt bật cái phần mông phần mông ở cái dòng này thì nó có một điểm đặc biệt là nó có một cái mông rời nguyên đây thì các bạn sẽ nâng hạ cái mông ra được cho mình, đó, nó rất là dễ để các bạn có thể là, là lựa chọn. Rồi, mình có cái điện thoại tí, thì mình đã tắt đi rồi để tránh làm ồn cho các bạn. Thì à, bây giờ là khi là đây là các bài tự động rồi, thì nếu giả sử trong trường hợp như các bạn muốn dừng, thì các bạn ấn vào nút đỏ này là cái nút dừng đột ngột cái nút dừng đột ngột này thì nó sẽ giữ nguyên cái tư thế đấy và nó sẽ không trả về tư thế ban đầu nhưng các bạn khi bật lên thì các bạn ấn vào nút tắt này và các bạn uốn tắt thêm một lần nữa thì nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu đây là nút tắt này này nếu các bạn giữ 5 giây thì nó sẽ khóa này và ở đây nhé mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách dùng các cái vùng riêng biệt À, cái chiếc này nó hơi nhiều cái chức năng nên các bạn cố ý uh, cố uh, theo dõi thêm thì mình sẽ hướng dẫn sâu thêm cho các bạn. Ở đây thì là cái phần mà bóp túi khí. Đây nhá, đây là khi bật lên như này thì nó sẽ bóp túi khí này. Đó, bóp chuyên về vai này. Đây là mình sẽ chỉ để bóp không nhé bóp cả tay này, nó sẽ hiện lên luôn này. Bóp mông này. Đấy, bóp chân này, đó. Thì tức là cái cái phần này nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là chúng ta chỉ bóp túi khí không mà không đi đến con năm đó thì ở dưới này chúng ta sẽ chọn những cái vùng kéo giãn thêm này đó kéo giãn vai này đây là cái vùng kéo giãn nhé đó kéo giãn cổ này đấy kéo giãn chân này kéo giãn mông này đấy tức là chúng ta có thể chọn đây là cái vùng kéo giãn chúng ta có thể chọn được các bài kéo giãn khác nhau còn bên này là chúng ta sẽ sử dụng con năn đây là các điểm đánh con năn này các bạn để ý nhé chúng ta chọn đi vùng nào đánh thì chúng ta sẽ chọn vào cái vần, phần đấy phần nưng này trong phần nâng này thì các bạn có thể chọn được các cái đánh là ví dụ đấm đấm này, dây này, miết này. Đấy các bạn có thể chuyển đi, trong cùng một mục các bạn có thể chuyển đi các vị trí khác nhau. Sau đó chúng ta chỉ việc ấn ok. Là lập tức cái con ăn sau khi nó xác định đường cong nó sẽ đánh tập trung vào cái điểm mà các bạn mong muốn thôi. Trong cái mục này các bạn muốn đánh ví dụ các bạn muốn đấm độc ở phần nâng thôi, nhưng các bạn có thể kết hợp với cả bóp tay này. Đó, các bạn có thể kết hợp với bóp tay, đây nó đang xác định đường cong, nó chưa cho mình điều khiển thêm cái chức năng khác chúng ta có thể tăng giảm ở đây đó thì đây là còn dưới đây là cái điểm mà lưu à, lại phần à, ghi nhớ và dừng cái phần ghi nhớ để nó set up cho cái vấn đề là bộ lưu của người 123 này thì cái này ở Việt Nam mình thì chúng ta bất đồng ngôn ngữ nên chúng ta hơi khó sử dụng nên các bạn sẽ ít dùng cái phần này hơn đó à, đấy là cái toàn bộ video mà mình giới thiệu với cả các bạn về cái cách sử dụng cái dòng Ghế massage nội địa Nhật Panasonic MA098. Bên mình thì đã có cái bản dịch tiếng Việt chi tiết rồi nên các bạn cũng chịu khó có thể xem trên bản dịch để mình có thể rằng là à, sử dụng nó tốt hơn. Chúc các bạn sẽ luôn luôn có sức khỏe à, để sử dụng những chiếc ghế massage nội địa Nhật làm sao một cách tốt nhất. Thân ái chào tạm biệt các bạn.